Hey, chào các bạn, hôm nay có cái ngọn dừa non nè các bạn. Mình sẽ lấy củ hủ của nó mình làm món ăn nha các bạn. Mình lấy chặt bỏ cái lỗi bên ngoài các bạn, lấy cái lỗi non bên trong. Dừa này có cái lỗ đuông nè bạn.